Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Tây Đô Và hôm nay thì Văn Tình Tây Đô lại chuẩn bị bàn giao một chiếc xe tải D8 đồng vàng Về với anh khách hàng là anh Hà Văn Muôn, anh ấy ở Sơn La Và chúng tôi đã đăng ký đăng kiểm cho anh ấy với cái biển là 26H01554 Và anh ấy chuẩn bị lấy xe rồi Chiếc xe này thì anh ấy có vay ngân hàng nhưng mà cũng vay ít thôi Cho nên là cái thời gian để anh ấy nhận xe Từ lúc anh ấy đặt cọc cho đến lúc anh ấy nhận xe thì rơi vào khoảng độ 1 tuần Là anh ấy có thể hoàn thiện chiếc xe này rồi và chiếc xe này thì trước khi bàn giao thì tôi cũng muốn chia sẻ cho các bạn về cái nhu cầu Xem các bạn xem video này mà thấy được rằng cái nhu cầu của mà các bạn trùng với nhu cầu khách hàng của tôi đang ở đây Thì có thể xem xét và nghiên cứu tới cái phiên bản xe D8 này cũng như là phiên bản thùng cao cấp của nó các bác tài nhé Thì đầu tiên đối với cái dòng xe này thì hiện tại đến năm 2024 theo lịch dương và lịch âm thì chưa bước sang 2024 Thì chúng tôi vẫn đang cố gắng hỗ trợ các bác tài về cái phần giá thành À, hiện tại xe thì chúng tôi vẫn chưa tăng giá Bởi vì là nó có liên quan đến nhiều vấn đề về thuế má Cũng như là cái thuế trước bạ của xe Thế cho nên là ở thời điểm này nếu các bác tài có nhu cầu đầu tư về dòng sản phẩm này Thì có thể liên hệ sớm để các bạn có thể đặt cọc Các bạn chỉ cần đặt cọc ít thôi Khoảng độ từ 10 cho đến 20 triệu đồng chúng tôi lên hợp đồng Và đương nhiên thì chúng tôi khi nhận cọc của các bạn đã có hợp đồng Chúng tôi sẽ giữ giá thành và cũng như là cái gói khuyến mại cho các bạn ở thời điểm này khi các bạn đặt xe thì chúng tôi sẽ giữ cho các bạn một cái giá thành hợp lý nhất Và chúng tôi còn tặng thêm cho các bạn một gói nội thất trị giá trên 10 triệu đồng Bao gồm tất cả các hệ thống ghế da, giường da, bọc trần, ốp lưng Rồi là màn hình cam hành trình Rồi là bọc vô năng trải sản rắn kính các bạn nhé Các bạn sẽ được nhận một gói ưu đãi như vậy Và tiếp theo là tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái nhu cầu của khách hàng của tôi Khách hàng của tôi thì đến từ Sơn La Thì các bạn cũng biết rồi đấy Sơn La là một trong những cái khu vực tỉnh vùng núi khá là cao địa hình khó đi đường thì cũng khá là nhỏ hẹp không phải nhiều đường to và đối với anh ấy thì một cái nhu cầu đầu tiên một chiếc xe đó làm phải có một cái động cơ khỏe này và quan trọng nhất là nó phải có đầy đủ các tính năng an toàn của hệ thống phanh thì khi mà tìm hiểu xe tải D8 với cái công suất và mô men xoắn đạt lên tới là 160 PS và mô men xoắn là 650 Nm thì anh ấy đã chấm cho con này được khoảng độ 6 điểm trên cái tiêu chí chọn xe rồi và tiếp theo khi anh ấy nghiên cứu đến cái hệ thống phanh của xe tải D8 thì phanh của D8 là nó sẽ bao gồm là phanh chính là phanh hơi ok này. Có hệ thống phanh uh, khí xả này. Rồi là phanh ABS trồng một cứng bốn bánh Rồi là phanh cân bằng điện tử FBD Như vậy là anh đã chấm chiếc xe này lên tới 8 điểm Vậy hai điểm còn lại khách hàng của tôi chấm là ở đâu Thì uh, đối với cung đường của Sơn La là một cung đường khó đi Về độ khó của đường này Và cũng như là về cái diện tích không gian của đường rất là hẹp Vậy thì cái yếu tố hai điểm cuối cùng mà anh ấy chọn đó chính là đầu tiên là dàn lốp. Thì chiếc xe tải D8 này sở hữu một cái dàn lốp là kích thước 825R20 và lốp này là lốp bố thép. Và với kích thước này thì nó sẽ có cái độ chịu tải tốt, cõng tải tốt, bám đường tốt và quan trọng nhất là nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua nhiều các cái cung đường khó khăn hơn. Đó và yếu tố thứ hai nữa đó chính là cái thùng của chiếc xe tải D8. Thì như các bạn thấy ở đây thì chúng tôi sẽ có một phiên bản thùng xe tải D8 là thùng dài chỉ 6m34 nọt lòng thôi. Như vậy thì với cái chiều dài thùng này cộng với thêm cả cái cabin thì các bạn sẽ có cái chiều dài tổng thể khoảng độ hơn 8m. Và với cái chiều dài tổng thể như thế này thì các bạn đi lại nó cũng sẽ rất là dễ trên các cung đường nhỏ hẹp và các bạn vào cua đổ đèo nó sẽ dễ hơn. Và như các bạn thấy thì anh khách của tôi có một sở thích khá là lạ, đó là anh ấy quyết định đổi một cái màu sơn ở trong thùng. Và đương nhiên là khi mà muốn sơn được thì các cái vị trí sơn này nó là phải làm bằng thép thì cụ thể thì có những các cái cột này và cũng như là cái phần bo sàn hoặc là cái phần chấn dọc thùng này các bạn hiểu thế nào cũng được. Anh ấy sơn toàn bộ bằng màu xanh lá cây. Trong khi xe thì là anh ấy làm lấy xe màu trắng, bừng vẫn để nguyên. Và với cái kết cấu của thùng cao cấp ở đây thì hoàn toàn có thể yên tâm là cái thùng này có thể chịu tải khoảng độ từ 12 cho đến 15 tấn rất là ok rồi. Khi anh ấy có chạy những cái chuyến hàng nặng mà di chuyển vào những cung đường khó khăn thì cái thùng này nó cũng sẽ chống chửa, chống vặn, chống xoắn rất là tốt các bác tài nhé. Và vừa rồi chỉ là một video ngắn gọn thôi chia sẻ với các bạn rằng đây là một chiếc xe bán rất là chạy. Và ở thời điểm này thì giá nó đang rất là tốt nên là bên chúng tôi thì luôn luôn có những cái hướng cực kỳ tốt cho các bác tài đó là các bạn có thể đặt cọc trước để giữ giá. Và cái thời gian mà chúng tôi làm việc thì nó cũng không còn nhiều nữa. Các bác tài nào mà đang quan tâm muốn đầu tư chiếc xe tải này dự định khoảng ăn Tết xong là đầu tư luôn thì các bác tài có thể đặt cọc trước để nhận những cái ưu đãi và cái giá thành tốt về sản phẩm này sau đó ra Tết thì chúng ta sẽ chỉnh các xe sau và trên đây là những cái chia sẻ của tôi về chiếc xe tải D8 trong thời gian qua các bạn có nhu cầu đầu tư hãy liên hệ với tôi qua số line tôi để dưới các màn hình nhé xin chào và hẹn gặp lại xin chào.